Đỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này đang là buổi chiều của ngày 20 tháng 1 năm 2024. Bên cơ sở Đỗ Hoàng Hải vừa hoàn thiện xong một tác phẩm, đó là bức tranh Đồng Quê với kích thước là 1m07 x 2m17. Miếng ván được bên cơ sở Đỗ Hoàng Hải tuyển chọn là dày 2cm quý vị ạ. Và khung dày 5,5cm, bản rộng là 12cm quý vị nhé. Quý vị và các bạn hãy cùng với Đồ Gỗ Hoàng Hải tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng tác phẩm vừa bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải hoàn thiện xong. Đó, các bác thợ đang hoàn thiện trực tiếp tại cơ sở của Đồ Gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề Cảm Trai truyền thống, thôn Đồng Vinh, xã Xuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị đang được nhìn thấy bác thợ đang đánh vách ly trực tiếp tại cơ sở đấy ạ. Hàng bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải tuyển chọn đều do những bàn tay nghệ nhân trong nghề lâu năm tạo tác lên. Quý vị hãy cùng tiến lại gần hơn. Và ở cuối video thì Đồ Gỗ Hoàng Hải cũng sẽ báo giá công khai để quý vị có thể nắm được một cái giá tốt nhất trên thị trường để mua sắm, tiện mua sắm cho mình và cũng như là tham khảo trong những ngày đẹp rời như thế này, những cái ngày cuối năm như thế này để trang trí trong những không gian của tư gia nhà quý vị và các bạn nhé. Quý vị đâu được nhìn thấy chất ốc đỏ lửa vàng chanh đấy ạ. Chất ốc đỏ lửa vàng chanh của ốc đỏ Singapore quý vị nhé. Đồ Gỗ Hoàng Hải xin cam kết với quý vị và các bạn, đó là chất ốc đỏ Singapore. Bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải làm cực kỳ kỹ thuật và sắc nét, từ những khâu cắt tỉa cũng đều do những bàn tay nghệ nhân lâu năm trong nghề tạo tác lên. Đó, rất là kỹ thuật. Đó. Với cái bố cục chính vẫn là một cái cây đa, nhưng tác phẩm này được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải thể hiện một cái cây đa rất là to. Quý vị đang được nhìn thấy đấy, cái miếng ván này là nó đang rộng đâu đó khoảng hơn 70 cm, nhưng cái cây đa nó rất chót vót ở bên trên ạ. Được bên cơ sở Đồ Gỗ Hải cắt tỉa phân màu đẳng cấp đỉnh cao. Đó, lá màu xanh, thân màu đỏ đó. Chất ốc Singapore quý vị đang được nhìn thấy thẳng trực diện này thì nó sẽ là màu xanh. Rất là xanh. Thế còn khi nghiêng này thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Đó. Đó, rất là đẹp. Và đó, chất ốc Singapore thì là thiên nhiên ban tặng, phải nói tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Đó. Cây đa, một cái cây đa to. Và bên dưới cây đa là một cái mái đình ngôi trường làng, đó, đình ngôi trường làng. Có thầy đồ đang dạy các em học sinh đang học. Đó, rất là đẹp và ý nghĩa. Được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải sen lọng tơ tóc như quý vị nhá. Tơ tóc. Từ những cái mái đều được sen lọng đẳng cấp đỉnh cao quý vị ạ. Rất là kỹ thuật đẳng cấp. Đó. Cây đa giếng nước mái đình. Đó. Đây là quý vị đang được nhìn thấy đấy ạ, là một cái cây niễu to ở bên cạnh đằng này đó. Và những cái cô dì chú bác đang đi cấy cày, rồi là đang vào ngày mùa gặt, mùa gặt mùa cấy thì rất là vui nhộn ở trên cánh đồng đó. Một cái cảnh làng quê xưa thể hiện rất là ý nghĩa, rất là những cái hình ảnh rất là phong phú, được thu nhỏ vào một cái bức tranh chỉ có vòn vẹn là 107 x 27 như thế này quý vị nhé. Bên phía bên ngoài đây thì là một cái giếng, đó, cây đa giếng nước, cây đa giếng nước mái đình đó, một cảnh làng quê. Đây là một cái cảnh một cái tháp chòi ra, đều được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải sen lọng hết nhá quý vị nhé. Đó, quý vị nhìn thấy đây, sen lọng hết ạ. Cái mái cũng được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải sen lọng hết. Đó, bên này thì là một cái người gánh củi tiều phu, hai ông cháu. Đó. Lên rừng gánh củi tiều phu. Đó. Tất cả được làm bằng ốc 100% quý vị ạ. Đó. Và bên ngoài thì được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải chạy những đường chuyện. Và những khung kép này thì được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải chạy 100 chữ phúc xung quanh nhá. Tượng trưng cho bách phúc đấy ạ. Đó. Tất cả kể cả những đường chấu như thế này, góc bên ngoài là tùng trúc cúc mai cũng được làm ốc 100% nha quý vị nhé. Đồ Gỗ Hoàng Hải sẽ soi cho quý vị thấy. Đó, rất là đẹp, khung rất là dày chắc chắn, rất là dày dặn và chắc chắn. Đó, từ những cái chỉ nước cũng được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải làm bằng ốc 100%. Đó, rất là đẹp. Đồ Gỗ Hoàng Hải sẽ lùi ra xa để quý vị có thể thấy được tác phẩm này rõ hơn một lần nữa. Đó. Với kích thước là một tấm đồng quê, với kích thước là 1m07 x 2m17.
rất là đẹp. Đang được bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Hải bán với giá công khai là chỉ có 69 triệu thôi quý vị ạ. Chỉ có 69 triệu quý vị có thể sở hữu tác phẩm đẳng cấp đỉnh cao như thế này. Trong những cái dịp cuối năm này thì bên cơ sở đồ gỗ Hải đang tri ân giảm giá. Trước đó thì đồ gỗ Hải bán những cái bức như thế này là trên 70 triệu. Thế nhưng mà trong cái dịp cuối năm này đồ gỗ Hải tri ân tới khách hàng chỉ có 69 triệu thôi. Quý vị có thể sở hữu được một tác phẩm đẳng cấp đỉnh cao như thế này. Có một bức tranh đồng quê khảm chất liệu ống đỏ Singapore 100%. Đồ gỗ Hải xin cam kết với quý vị các bạn. Và những tác phẩm mà bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Hải đã tạo tác lên thì luôn bảo hành cho quý vị dài hạn và bảo trì cho quý vị là trọn đời. Nên quý vị các bạn yên tâm về chất lượng cũng như sản phẩm được bên cơ sở đồ gỗ Hải làm trực tiếp không qua khâu trung gian. Cam kết uy tín chất lượng, bảo hành dài hạn. Đó. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ với đồ gỗ Hải qua Zalo số 0984368681. Đồ gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hãy về trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Hải để mắt thấy, tay sờ những sản phẩm mà bên cơ sở đồ gỗ Hải trực tiếp tạo tác lên. Và quý vị ở xa không thể về được thì có thể xem trên kênh YouTube, Facebook. Hãy nhấn vào từ khóa đồ gỗ Hoàng Hải và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Hải để bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Hải ngày một phát triển hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho đồ gỗ Hoàng Hải để có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm đẳng cấp đỉnh cao như thế này. Và một lần nữa thì Hoàng Hải xin kính chào.